chào mừng các em đã đến với môn tin học. Và sau đây, trước khi qua phần bài mới, chúng ta sẽ cùng đi ôn lại kiến thức cũ. Các em quan sát lên màn hình, cô có 4 hộp quà tương ứng với 4 câu hỏi và chúng ta sẽ trả lời câu hỏi để đạt được những hộp quà này nha các em. Và bây giờ chúng ta cùng mở hộp quà thứ nhất xem câu hỏi của mình là gì nhé. Câu 1. Các công cụ nào sau đây dùng để chọn hình vẽ? A. Bed. B. Select. C. Brush. D. Color. Các em có thể nhấn nút tạm dừng video để chúng ta trả lời nha. Và đáp án của chúng ta là Select câu B. Vậy bạn nào đã trả lời đúng, chúng ta sẽ vỗ tay khen mình nào. Như vậy, chúng ta đã trả lời đúng câu hỏi thứ nhất và đạt được hộp quà đầu tiên rồi đó các em. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu câu hỏi của hộp quà thứ 3 nha. Câu 3. Để viết chữ lên hình vẽ, em chọn công cụ nào sau đây? Cô mời các em cùng trả lời. Đáp án đúng của chúng ta trong câu 3 là D. Các em trả lời tốt lắm, như vậy là chúng ta đã trả lời đúng và đạt được hộp quà số 3 này rồi đó các em. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu câu hỏi của hộp quà số 4 nha. Câu 4. Khi viết chữ lên hình vẽ, em có thể thay đổi A. Kiểu chữ, cỡ chữ. B. Màu chữ. C. Cả A và B đều đúng. Các em cùng trả lời câu hỏi. Và đáp án của chúng ta là câu C. Cả A và B đều đúng. Các em trả lời tốt lắm, cô khen. Như vậy là chúng ta đã trả lời được câu hỏi số 4 và đạt được hộp quà số 4 này rồi đó các em. Chỉ còn một hộp quà cuối cùng thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu hộp quà số 2 này nhé. Câu 2. Để xoay hình vẽ sang bên phải 90 độ, em chọn A. Rotate right 90 độ. B. Rotate left 90 độ. C. Rotate 180 độ. D. Flip vertical. Bây giờ chúng ta cùng suy nghĩ để trả lời câu hỏi này nhé. Và đáp án của chúng ta là câu A. Rotate right 90 độ. Như vậy là chúng ta đã chinh phục được 4 hộp quà rồi đó các em. Các em rất là giỏi, cô khen các em. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu xem là hôm nay chúng ta sẽ học bài nào nhé. Các em sẽ quan sát hình vẽ sau. Chúng ta thấy hai cái hình vẽ này vẽ trên giấy và các em sẽ so sánh sự khác nhau của hai tờ giấy này. À, như vậy là chúng ta thấy hai tàu lửa này được vẽ lên hai trang giấy. Trang giấy đầu tiên là trang giấy trắng và trang giấy thứ hai là trang giấy được chi ô ly. Khi vẽ hình trên giấy thì rõ ràng chúng ta thấy rằng đó là chúng ta vẽ trên trang giấy có ô ly thì dễ hơn đúng không? Như vậy, để làm cách nào để chi ô ly trên pen thì hôm nay chúng ta sẽ cùng qua chủ đề 2, em tập vẽ bài 3, tìm hiểu thẻ view, thay đổi kích thước trang vẽ. Các em sẽ cùng mở sách giáo khoa tin học trang 40 để chúng ta cùng tìm hiểu bài học ngày hôm nay. Và mục tiêu của bài học này chúng ta cần đạt được đó là biết chức năng của một số nút lệnh trong thẻ view, thay đổi được kích thước trang vẽ. Chúng ta cùng qua A lớn, hoạt động cơ bản. Một nhỏ, tìm hiểu thẻ view. Để tìm hiểu thẻ view thì chúng ta sẽ nháy chuột vào thẻ view. Các em sẽ đánh dấu tích vào ô ruler như trên màn hình để hiện thước đo trên trang vẽ. Thứ hai, các em sẽ đánh dấu tích vào ô grid line để hiện lưới trên trang vẽ. Và thứ ba, đó là chúng ta sẽ chọn Status Bar để hiển thị thông tin của bức tranh. Và ở đây chúng ta còn tìm hiểu được kích thước của trang vẽ.
Như vậy chúng ta thấy đó là kích thước của trang vẽ này đó là 1076 nhân 729 pixel. Bây giờ chúng ta sẽ xem thao tác của cô trên máy tính nha. Đầu tiên cô sẽ mở phần mềm Pen. Sau đó chúng ta sẽ vẽ một hình bất kỳ. Cái hình vẽ này là chúng ta đã thực hiện được rồi ha. Ví dụ cô sẽ vẽ một hình trái tim. Khi cô vẽ xong bức tranh này thì các em thấy đó là bức tranh chưa có hiển thị thước đo và lưới. Vậy thì cô sẽ nhấn vô thẻ nào để cô hiển thị thước đo và lưới? À, đó là chúng ta sẽ nhấn vô thẻ View. Vậy thì để hiển thị thước đo, cô sẽ nhấn vô ô nào? À, các em trả lời đúng lắm. Đó là chúng ta sẽ nhấn vô ô Ruler. Thì lúc này trên trang vẽ của mình đã hiển thị thước đo rồi đó các em. Vậy thì để hiển thị lưới thì chúng ta sẽ chọn vô ô nào? À, các em trả lời tốt lắm. Đó là chúng ta chọn vô ô Grid Line. Thì lúc đó bức tranh của chúng ta sẽ hiển thị lưới và được chia ô như thế này nha. Như vậy chúng ta đã vận dụng kiến thức và phần thực hành rất là tốt rồi đó các em. Mặc dù là chúng ta không được trực tiếp thao tác trên máy, thì qua phần này các em nắm được để hiển thị thước đo thì chúng ta cần nhấn vào ô Ruler, hoặc là để hiển thị lưới thì chúng ta nhấn vào ô Grid Line. Thì đó là cách để mở. Vậy còn nếu muốn tắt hiển thị thước đo và lưới thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Các em có thể vận dụng kiến thức từ những cái bài tập trước mà chúng ta đã làm bên Ben, bên Quốc, để chúng ta suy đoán xem thực hiện như thế nào nha. À đúng rồi, để tắt thước đo chúng ta chỉ việc nhấn lại nút Ruler, và để tắt lưới thì chúng ta chỉ việc nhấn vào cái ô Grid Line. Như vậy là chúng ta đã tắt được thước đo và lưới rồi đó các em. Các em trả lời rất là tốt. Và cái ô cuối cùng đó là chữ Status Bar. Thì chúng ta thấy là cái ô này đã được chọn mặc định. Và khi chọn mặc định thì chúng ta sẽ thấy được kích thước của trang vẽ nằm phía dưới đây. Và tương tự nếu mà chúng ta không muốn hiển thị cái thông tin này nữa thì chúng ta sẽ làm như thế nào? À, đó là chúng ta sẽ nhấn lại nút Status Bar này là chúng ta đã tắt được cái thông tin đó đi. Và để tiếp tục vẽ thì chúng ta lại nhấn vào thẻ Home và chọn những cái công cụ để chúng ta vẽ. Vừa rồi cô và các em đã cùng thao tác trên trang vẽ rồi đó. Như vậy là chúng ta đã mở được thước đo, lưới và thông tin của trang vẽ bằng cách nhấn vô Ruler, Grid Line và Status Bar. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển qua phần 2, đó là thay đổi kích thước trang vẽ. Các em sẽ quan sát hình bên và chúng ta thấy đó là cái phần dư thừa của trang giấy vẽ quá nhiều. Em sẽ cần điều chỉnh để cái trang vẽ vừa đủ chứa cái ngôi nhà này. Vậy thì để điều chỉnh như thế nào để cho cái ngôi nhà vừa cái trang giấy vẽ, chúng ta sẽ đi tìm hiểu qua các bước sau. Các em sẽ đọc thầm các bước này nha. Vậy là chúng ta cần thực hiện bước 1, di chuyển con trỏ chuột tới vị trí ô vuông góc phải phía dưới trang vẽ để con trỏ chuột chuyển thành hình mũi tên hai chiều. Bước 2, nhấn giữ nút trái chuột kéo trang vẽ vừa đủ chứa ngôi nhà như hình bên. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi thực hiện nhé. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát, đây là hình trái tim và bên cạnh đó hình trái tim này còn dư khoảng trắng kế bên rất là nhiều. Vậy thì chúng ta sẽ theo từng bước và chúng ta sẽ cùng nhớ lại bước 1 chúng ta sẽ thực hiện như thế nào. À, bước 1 là chúng ta sẽ di chuyển con trỏ chuột tới vị trí ô vuông ở góc phải phía dưới của trang vẽ để con trỏ chuột chuyển thành mũi tên hai chiều như thế này. Và bước 2 chúng ta làm gì? Đó là chúng ta sẽ giữ nút trái chuột và kéo trang vẽ cho vừa đủ cái hình chứa của mình. Thì lúc này cái hình vẽ của mình là hình trái tim nè, không có bị dư trang trắng quá nhiều phải không các em? Vậy là chúng ta đã thực hiện được cách để điều chỉnh trang giấy cho vừa đủ với hình vẽ rồi đó. Bên cạnh đó chúng ta cũng đã tìm hiểu được chức năng của các nút
Ruler, Gridline và Starset 3. Vậy thì chúng ta còn hai cái nút, đó là Zoom In và Zoom Out, thì có chức năng như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hiện và các em sẽ quan sát trả lời nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nhấn vô chữ Zoom In xem kết quả hình của mình như thế nào nè. À, khi mà chúng ta nhấn vô Zoom In thì các em thấy đó là cái hình của mình đó, nó phóng to ra. Thì bên cạnh cái nút đó, chúng ta còn thấy ở phía dưới đây có một cái thanh trượt nè. Chúng ta sẽ kéo qua dấu cộng. Thì khi mà chúng ta kéo qua dấu cộng, chúng ta thấy cái hình của mình cũng được phóng to ra. Như vậy thì cái thanh trượt này cũng tương ứng với lại cái nút Zoom In của mình rồi đó. Vậy thì từ cái nút phóng to này, chúng ta có thể dễ dàng suy đoán được cái nút tiếp theo Zoom Out là gì, đúng không? Đúng rồi, đó là nút Zoom Out là chúng ta sẽ thu nhỏ lại. Và cũng tương ứng với cái nút Zoom Out, đó là chúng ta sẽ kéo cái thanh trượt ngang về phía dấu trừ nè. Như vậy là chúng ta đã Zoom Out được hình. Chúng ta sẽ nhấn vào 100% và quan sát trên màn hình nha. Thì như vậy chúng ta quan sát thấy đó là cái bức tranh của mình đã trở về trạng thái bình thường. Ngoài ra trên thẻ view này chúng ta còn có một nút nữa là Full Print. Thì khi nhấn vô Full Print các em sẽ quan sát nha. Thì các em thấy lúc này bức tranh của mình như thế nào? Bức tranh của mình lúc này sẽ được hiển thị trên toàn màn hình. Vậy thì để tắt chế độ Full Print này thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Đó là các em sẽ nhấn phím ESC trên bàn phím. Vừa rồi chúng ta đã đi tìm hiểu thêm một số nút lệnh ở trong thẻ view. Và bây giờ chúng ta cùng nhắc lại nha. Thì khi em thực hiện chức năng nút lệnh Zoom In hoặc kéo thanh trượt qua bên dấu cộng thì chúng ta thực hiện được điều gì? Thì khi mà nhấn vào Zoom In hoặc là kéo cái thanh trượt qua dấu cộng thì sẽ giúp mình phóng to cái hình của mình lên. Vậy là khi mà chúng ta thực hiện nút lệnh Zoom Out và kéo thanh trượt về phía dấu trừ thì cái hình của mình sẽ như thế nào? Thì lúc này cái nút lệnh này nó sẽ có chức năng đó là thu nhỏ cái hình của mình. Các em trả lời rất là tốt, cô khen. Và chúng ta cũng cần lưu ý đó là trong chương trình Ben thì cho phép em sử dụng một số phím tắt như sau. Đó là chọn toàn bộ bài vẽ thì chúng ta sẽ nhấn phím Ctrl A. Sao chép vùng được chọn, chúng ta nhấn phím Ctrl C. Và lưu bài vẽ thì chúng ta sẽ nhấn phím Ctrl S. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua phần B lớn, hoạt động thực hành. Chúng ta sẽ cùng đọc yêu cầu của bài số 1. Vẽ hình theo mẫu. Đặt tên bài vẽ là Tàu Hỏa 1. Lưu bài vẽ trong thư mục của em. 2. Sử dụng phím tắt để sao chép toa tàu đã có thành hai toa tàu mới. Định dạng kích thước trang vẽ để chứa vừa đủ đoàn tàu. 3. Trao đổi với bạn cách quay đoàn tàu hướng về hướng lại rồi tô màu cho đoàn tàu. Thì những bạn có máy các em sẽ thực hành cái bài này ở nhà nha. Còn những bạn không có máy tính thì chúng ta sẽ nhớ thật kỹ những nút lệnh mà hôm nay chúng ta đã tìm hiểu nha các em. Thì qua phần bài ngày hôm nay các em cần ghi nhớ đó là trước khi chỉnh sửa một chi tiết bất kỳ trong hình vẽ, em cần chọn chi tiết đó bằng công cụ Select. Sử dụng phím tắt trong chương trình Ben sẽ giúp em thực hiện được các thao tác nhanh hơn. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành bài học của ngày hôm nay. Và để chuẩn bị cho tiết học sau được tốt hơn thì các em sẽ xem trước bài số 4, đó là sao chép màu. Thì cô chúc các em lúc nào cũng chăm ngoan học giỏi, vâng lời ba mẹ thầy cô. Cô chào các em.